À, đây là nội thất của con Hyundai i10 này, vậy ha. Cái vô lăng mới thấy cực kỳ mới luôn. Cụ số số tự động ha. Nội thất xe gia đình cho nên là nó cực mới luôn ha. Đi rất là kỹ. Mấy con nhỏ nhỏ này số tự động đi rất là sướng nha. Đó, bên trong ghế da này. Rất là đẹp, xe rất ít đi ha. Trần thì có bọc rồi. Xe là mấy cái chỗ này nè, mấy chỗ này nè, gần guốc ha, gần guốc rất là đẹp. Đó, xe dịch vụ thì anh em lên mấy cái chỗ này là nó để tựa là mòn hết rồi ha. Còn này là gần guốc nè, này, gần guốc nè. Đó, anh em nhìn nè, không một tí gì gọi là mòn hay là gì hết ha. Đó, gần guốc nè, vô lăng nè, rất đẹp nè, gần guốc nè. Xe đi nhiều mấy cái chỗ tựa tay mấy cái này thì nó mòn, nó chân lẳng hết ha. Xe này thì kính kính điện hết rồi ha, kính điện gương điện hết ha. Đó, này xe không lỗi luôn, không lỗi lầm, máy chạy rất là êm. Có lên đầu Android không, hôm nay màn hình camera lùi ha. Cái này là của Fortuner để qua ha, mua Fortuner mới rồi tháo cái màn hình để qua đó, màn hình nguyên của Fortuner luôn. Rồi bây giờ ra ngoài ha, máy chạy rất êm luôn đó. Máy chạy rất êm. Phom dáng thì trẻ trung hiện đại đó, rất đẹp. Hai cái quả đèn này phải nói là đèn zin nha, đèn zin chứ không phải đèn lai mà nó mới như vậy. Đấy, đèn zin mà nó đẹp như vậy. Con này chuẩn audio hơn 100.000 ha, trăm cái mấy. Mở cốp đâu rồi ta, đây máy im thình thịch luôn ha. Cái này máy chưa có rửa, chưa có vệ sinh nè, nếu mà rửa rất là đẹp luôn ha. Cái xe nhập, cái dòng xe nhập này chạy máy rất là êm nha quý vị. Đó, trong là cái khoang máy nói chung là lo chạy thôi mà chứ không có vệ sinh cho nên là còn bụi bặm như thế này. Em ru hay bà ru ha. Cái ắc quy này hôm trước thay như ắc quy này mới thay như giờ ở Long Xuyên. Máy em không thích luôn. Quá đẹp, quá chất xe, đúng chất xe gia đình ha. Không một ngày dịch vụ. Đó. Quá đẹp.